Nội thất xem xin giới thiệu với các bạn ngày hôm nay là chiếc bàn sử dụng đa dụng, nhỏ gọn và rất là tiện dụng. Bàn có kích thước chiều ngang là 80 phân, chiều sâu là 60 phân, cao 75 cm. Bàn đẹp và tiện dụng, phù hợp với không gian nhỏ như một bàn trang điểm vậy. Đây, giới thiệu với các bạn có ngăn kéo để đồ tiếp cận. Bye.